Chú ạ. Chú ạ. Xem cho chú hồ sơ này như thế nào. À, cái này của... Thì con cứ xem và giải thích trước cơ đã. Cái này là hồ sơ bệnh án cá nhân riêng của em Minh. Con không thể tự tiện xem được. Nhưng mà nó liên quan đến hưng hỏa của dòng họ nhà mình, đến hạnh phúc cả đời của em con. Chú bắt buộc con phải xem đấy. Chú. Thưa ba, thưa chị, con mới về ạ. Dạ thưa ba, thưa... Chị à? Không liên quan đến chị con. Là ba đã vô tình vào phòng tụi con, nhìn thấy nên đã lấy nó đấy. Nhân, con có biết chuyện này không? Dạ có thưa ba. Nhưng con thấy chuyện này đâu có vấn đề gì đâu ạ. Đâu có vấn đề gì đâu à? Cả dòng họ này tuyệt tự mà không có vấn đề gì à? Ba à? Chồng ba tội bất hiếu, tội không có con nối dõi là nặng nhất đấy. Ba. Ba à? Tại nước Beyond, đón xem hồi kết Gạo Nếp Gạo Tẻ. Lam. Dính rồi phải không? Ờ. Ừ. Lát nữa đi xử. Lúc này làm ăn sao rồi? Đáng lý ra cũng khá lắm. Mấy tháng trước mồi được một con cừu non, tính để dành để xẻ thịt từ từ. Mẹ nó, để nó sống mất. Vậy mà dễ dàng chịu thua vậy sao? Bà biết tính tôi mà. Tôi dễ gì chịu thua vậy. Một khi tôi đã cắn rồi thì tôi không đời nào buông. Có cần tao giúp không? Lúc này tao đang vả nè. Cho tao kiếm chút cháo đi. Thằng chồng của ba đâu? Đừng nhắc tới nó nè. Có tiền thì vợ vợ chồng chồng, còn có tiền là thân ai nấy lo. Chán chết luôn. Muốn làm chung thì cũng được thôi. Mà có gan không? Mày cần mấy chục ký. Nghe cũng được. Làm chung thì làm chung. Tối nay làm liền. Làm gì vậy? Bà chỉ cần in hình của tôi với nó, rải ở quán cà phê nhà nó, với lại nhà của nó. Mỗi chỗ tôi trả cho bà 2 triệu. Gì bèo vậy mày? Làm cái đó mệt lắm á. Thì coi như là thử việc đi. Nếu làm tốt thì tôi sẽ thưởng thêm. Nói địa điểm đi. Quán cà phê là ở ngay góc ngã tư Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8. Nó tên Nhân phải không? Ừ, sao bà biết? Mày quậy trúng thằng con trai của tao rồi. Hả?